Thì chúng ta tiếp tục xét cái phần gọi là nâng cao một chút, là phép toán trên bệnh đề. Trong buổi trước chúng ta đã học được về năm phép toán, là phép toán cố định này, phép toán kéo theo này, phép toán hội, phép toán tuyển, phép toán tương đương. Thì thực ra là trong tài liệu, trong sách giáo khoa của em thì không có, nhưng mà trong các ví dụ thì nó lại có. Hội ở đây thì là với chữ và nó chỉ đúng khi cả hai đều đúng. Hội chỉ đúng khi cả hai đều đúng, còn chỉ sai nếu như cả hai đều sai. Phép kéo theo nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo khô, tức là đúng kéo theo sai. Còn phép tương đương ấy thì là hai anh nó giống nhau, tức là đúng cùng đúng, cùng sai thì nó đúng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần 2.6 là mối liên hệ giữa phép cố định, phép hội và phép tuyển. Hội tuyển là để cho nó chuẩn hóa thôi, chứ còn trong bài này chỉ là vào và giúp hoặc mà vào và hoặc. Bây giờ một ví dụ mở đầu như sau. Tìm phủ định của các bệnh đề sau. Số 12 chia hết cho 3 và số 12 chia hết cho 2. Câu này thì chúng ta sẽ xử lý được gì? Bình thường ta tìm phủ định này ta sẽ tìm thế nào? Cái câu trên của nó là hoàn toàn là câu tìm bệnh đề phủ định. Đấy. Đấy. Khi làm bài tập nó là thành câu nâng cao mức độ 2, mức độ 3. Đấy là do mình chưa được học thôi, còn mình được học rồi thì nó đơn giản. Tìm phủ định của bệnh đề số 12 chia hết cho 3, số 12 chia hết cho 2. Về nhà làm câu này chưa? Không thể chết. Cô nào ạ? Làm hết được cái những cái tập thầy giáo cung cấp cho này, sau này cái chương 1, đặc biệt là cái bài số 1 ở trên lớp, em nắm rất vững. Cái câu của người ta là số 12. Để xoẹt nó sắp hết pin. Câu của người ta là số 12 chia hết số 3. Số 12 chia hết cho 2. Bây giờ để tìm phủ định của mệnh đề này thì chúng ta sẽ, các em sẽ làm tìm phủ định từng phần cho thầy giáo. Tìm phủ định từng phần cho thầy giáo đã. Tức là ở đây thực ra chúng ta thấy cái chỗ này nó là gọi là gì nhỉ? Câu phức, nó ghép từ hai câu đơn bằng liên từ và. Lên từ bài, sẽ các em phải tìm phủ định cho thầy cái này trước. Cái này có phủ định là gì? Cái này phủ định là gì? Đấy. Cái thằng này có phủ định là gì không? Số 12 không chia hết cho 3. Đúng không? Mình tìm phủ định của thằng này. Số 12 không chia hết cho 2 ở giữa sẽ là hoặc. Đấy. Kỹ thuật xử lý nó như vậy. Thế thôi, xong, đơn giản. Câu 1 xong rồi đấy. Mình xử lý từng cái một. Đây thì giáo viết sơ đồ để cho các em dễ hiểu. Còn trình bày vào bài thì chúng ta chỉ cần ghi là phủ định của mình đấy đã cho là. Xong rồi viết ghi chưa? Yeah. Đã xong ý 1. Các em cứ tìm phủ định từng phần một rồi chúng ta sẽ tính. Thế thì ý thứ hai của câu 10 quá dễ. Đây là câu số 1.
Ý thứ hai nhé, là số 129 là số lẻ và số 129 chia cho 3. Thì kỹ thuật xử lý cũng giống như trên thôi. Đây là ý thứ nhất, là ý một. Số 2. Ý số 2 là ý số 2 là cái mệnh đề ban đầu là số 129 là một số lẻ. Vẫn nháy nháy, nó vẫn đang sạc. Số 129 là số lẻ. Và số 129 là một số chia hết cho 3. Thì cái mệnh đề này thì nó sẽ có cái mệnh đề phủ định là gì? Dễ. Cứ làm theo mẹo thầy giáo dạy là ra là mình cứ cứ tìm phủ định từng phần một. Số 129 không là một số lẻ, tức là số chẵn. Ghi không là số lẻ cũng được thì nó cũng tương đương là số chẵn. Số 129 không là số lẻ, tất nhiên nó sai rồi. Không là số lẻ. Hoặc số 129 không là số chia hết cho 3. Đừng nói về tính đúng sai ở đây nhá, mà cứ ép đúng sai vào này là mình sẽ giải sai đấy. Không là số chia hết cho 3. Bởi vì nếu một cái mệnh đề ban đầu là đúng thì mệnh đề phủ định của nó sẽ sai. Bao giờ cũng vậy, không có chuyện cả hai đều đúng ở đây được cả. Thấy được chưa? Rồi, như vậy câu số 10 được giải quyết xong. Tương tự như vậy, câu số 11 em tự làm. 11, 12, nào đây, làm luôn được trong cái tập đấy. 10, 12, 3, 4. Ô, từ từ. Câu 11 làm nhanh nhé. Câu 11. Chí Cường đến chưa nhỉ? Chưa đến đâu. Quên rồi, Cường này quên rồi. Cái giờ học nó lệch nhau, phải hẹn giờ, phải cẩn thận, nó sẽ quên.
À, như vậy câu 11 rất dễ làm. Đó. Ý thứ nhất là gì? Nước không sôi ở 100 độ hoặc nước không đóng băng ở 0 độ C. Đúng chưa nào? Câu thứ hai. Câu thứ hai là như nào nhỉ? Câu thứ hai Nguyễn Mai Phương lớp G. Và như vậy câu thứ hai là mặt trời không mọc ở phương đông hoặc nước không sôi ở 0 độ C, chính xác. Câu thứ ba bạn Mai Phương còn lại tự nhiên lại quên nước gì, nước Anh hay nước Pháp? Từ từ đọc lại rồi. Số 5 là sao? À, hoặc thì đúng và là sai nhá. Rồi câu 11 đã giải quyết xong. Bây giờ thừa thắng xông lên câu 12. Sao câu này nó giống như câu chính nhỉ? Chết giả. Giống mà không giống. Anh sẽ nước để đây một quạt to nó bay đúng không? Câu số 12 và câu số 13. Câu số 12 thì ở đây nó là số 12 chia hết cho 3 hoặc số 12 chia hết cho 2. Bây giờ chúng ta cần phải tìm phủ định của nó. Cách tìm phủ định. Nó tương tự như ở trên nhưng mà là bây giờ nó sẽ là gì? Số 12 không chia hết cho 3 và số 12 không chia hết cho 2. Đấy, mệnh đề phủ định của câu 12 ý 1 là như vậy. Thế thôi. Thế là xong. Có gì đâu. Xong rồi đấy. Ý thứ hai, số 129 không là một số lẻ và số 129 không là số chia hết cho 3. Tương tự như vậy, nốt câu 13. Câu 13 như nào? Không như câu 12. Đúng rồi, nó tương tự như thế thôi. Như vậy nó sẽ là gì? Nước không sôi ở 100 độ C gì đó và nước không đóng băng ở 0 độ C. Đúng rồi. Ôi có đi không rồi. Quên rồi. Qua một cái câu quan trọng thôi được rồi, chúng nó nói chuyện sau. Như vậy từ đây thì mình sẽ rút ra cái kinh nghiệm là như sau, đây chính là chìa khóa ở trên. Phủ định của P tuyển Q và phủ định của P hội với Q thì có cùng tính đúng sai. Như vậy về sau ấy mình mới rút ra cái kinh nghiệm là phủ định của một tuyển thì là tương đương với hội cấp phủ định, tức là phủ định của và thì cái chữ ấy nó phải hoặc, phủ định hoặc nó phải là và, đấy chính là chìa khóa của nó để chúng ta giải bài cho nó đúng, được chưa nào? Phủ định của và là hoặc, phủ định hoặc là và, cho nên nếu như cái câu nào mà nó có chữ và là mình phủ định, ý là mình đẩy sang thành chữ hoặc và đang là chữ hoặc mình phải đẩy chữ và, được chưa? Cái ghi chú ghi nhớ ở phía dưới này giúp chúng ta 40 câu ở phía trước, 40 câu ở phía trước. Được chưa? Từ đây về sau không được nhầm nữa nhé. Rồi, ngoài ra chúng ta còn vận dụng vào giải phương trình.
Nào, xin mời tìm câu phủ định của câu 14 này. Đó là câu 14. Hôm qua nghỉ mà không xem video bài giảng là hôm nay là cứ ù càng càng. Xem bài giảng chưa? Về mẹ có đưa link cho xem không? Được. Không đúng không? Chịu khó học, chị gái học giỏi thế không em? Chị bạn ấy cũng học ở đây, học tiếng Anh siêu lắm. Chúng ta đang thắc mắc tại sao thầy giáo dạy ở đây mà ít người học đúng không? Thầy ấy, trước là thầy dạy trường Nam Sách 10 năm, sau đó thầy đi du học nước ngoài một thời gian nó khá dài. Cho nên là người ta quên, người ta không nhớ là thầy. Đi lâu quá nhỉ? Đến bây giờ quay lại một số năm thì bắt đầu là con, em, cháu của học sinh cũ bắt đầu quay lại đây. Đấy là lý do nó dần dần. Mình đi một thời gian thì mình mất thị phần, kiểu nông na như thế. Thầy đi nước ngoài khá lâu. À, câu 14 này, đấy. Tìm phủ định của mệnh đề này và viết các tương đương của nó. Ai phát hiện ra câu này? Vài hôm nữa trên trường các em cung cấp tài khoản MS SIM thì các em gửi cho thầy. Nếu mà trong tình huống đi ăn cỗ ở mãi Bắc Ninh thì bạn bảo thầy ơi bật em học online giải quyết ngay được. Nhưng mà tất nhiên là chất lượng học online nó cũng không bằng học trực tiếp. Bạn nào vì lý do nào đó mà không đến được, đang đi đường hỏng xe mà thầy bật lên để cho em học online được, chỉ tạm một hai hôm thôi, thì các em ở dưới phổ thông là toàn dùng cái gì nhỉ? Zoom hay là MS Teams? À, đây là Google Meet này, không giống như của mình. Thế thì mình sẽ tạo tài khoản MS Teams, sau đó gửi cho thầy. Thầy sẽ lập một cái lớp. Nếu mà trong tình huống chẳng may thì đi đâu đó về muộn chẳng hạn thì có thể vào muộn một chút, thậm chí vào muộn nửa tiếng không vấn đề gì cả, ngồi nhà học. Nhưng mà chất lượng thì nó sẽ không bằng đến đây học trực tiếp, còn hơn là nghỉ. Đây, webcam này để học trực tiếp, học online đây. Đây này. Ui, câu này như nào nhỉ? A nhân với B bằng 0 thì tương đương với A bằng B hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0. Cái này có quen không? A nhân B bằng 0 tương đương với A bằng 0 hoặc B bằng 0. Câu này là câu 14. Cái này xử lý tiếp thế nào? Mục đích của cái việc thầy giáo đưa thêm chúng ta mấy cái phép toán là để chúng ta trình bày về sau cho nó đúng, cho nó chuẩn, không cãi nhau. Cái câu này bây giờ chúng ta lấy phủ định nhé, phủ định từng cái câu này. Ừ. Phủ định của A nhân B bằng 0 là cái gì? Đúng rồi. A nhân B khác không? Tiếp tục. Đây từ cứ phủ định từng cái một. Phủ định của A bằng 0 là A khác 0, phủ định của B bằng 0 là B khác 0, phủ định của hoặc là và à. Đấy. Chuẩn thế. Cái này đúng chưa? Cái này nó giúp các em giải bớt phương trình sau này cho đúng đấy. Không phải là dạy để chơi đâu, dạy để phục vụ cho những bài về sau. Cái này đúng chưa nào? Nhưng mà cái này còn ký hiệu là gì ạ? A khác 0, B khác 0. Thường là các em giáo viên sau lại dùng cái đầu tiên và cái cuối cùng. Đây đây này, cái chữ này chính là dấu bà đây này. Dấu hệ chính là dấu bà. Còn cái trên này còn viết tiếp này. A bằng 0 hoặc B bằng 0. Đây. Nó đây. Đây. Dưới đây. Đúng chưa? Được chưa nhỉ? Rồi, em tiếp tục. Giải tiếp câu tiếp đi, 14 đi. 15 đi. Có cái bạn nào vào sau đã, có bạn nào chưa nhận bút được nhỉ?
có chưa, có hai một hai bạn vào sau không? Thầy giáo danh sách nó bay đâu mất rồi, thầy giáo không nhớ tên đâu. Danh sách thì ở trong máy nó có rồi nhưng mà chưa in được ngay, còn in rồi thì nó lại bay đâu mất. Thế là mình dạo này lẫn cẩn, nó bay đâu ấy, chốc lại học xong lại tìm thấy. Lấy cái đầu đúng không? Đúng rồi thôi. Được chưa? Câu 14 thế được chưa nào? Cứ phủ định dần dần từng cái một. Phủ định của bà thành hoặc bằng là khác. Phủ định của bằng là khác, phủ định của khác là bằng. Như vậy câu này sẽ giải quyết rất dễ dàng. Tiếp tục. Rồi đặt xong lên câu tiếp. Câu tiếp là câu nào? Câu tiếp là câu 15. À, cái câu này thực ra là để chúng ta làm quen ký hiệu khác đi thôi. Câu 15 nó tương tự câu 14. Cường nhỉ? Câu 15 viết tiếp thế nào? Hoặc cái bảng x bằng 0 hoặc y bằng 0 tương đương cái gì tiếp? Thì giống như cái trên cùng nhỉ? Đấy, đúng không? Giống như trên cùng đấy. Rồi, như vậy câu 15 được giải quyết xong. X bằng 0 hoặc y bằng 0. Úi giời ơi, hỏng hết cả đẹp nhà là chết sợ. Câu 15 xong, tiếp tục giải quyết câu 16. Xin mời, giúp chúng ta sau này giải tốt đấy, giải bài tốt đấy. Không phải dạy phần này là để chơi đâu. Câu 16. Câu 16 là đây. Cuối cùng thì tìm thấy giờ xuống đây đã thấy danh sách ghi vào không là đi lần mệt lắm. Nào, ý đầu tiên. Ôi, hôm nay thật trùng hợp ba bạn đầu tiên xin nghỉ. Ngô Trung Kiên nghỉ, Bảo An xin nghỉ, Hoàng Phương Anh xin nghỉ. Nguyễn Huyền Anh nào, cái câu 16 viết thế nào, tương đương cái gì? Đúng rồi. A bình cộng B bình bằng 0 tương đương với A bằng 0 và B bằng 0. Chính xác. Viết này có hai cách viết này nhé. Cách là A bình cộng B bình bằng 0 tương đương với A bằng 0 và B bằng 0 tương đương với mở ngoặc A bằng 0 B bằng 0. Các bạn phải biết các cách khác nhau để sau này khi chúng ta giải toán chúng ta không bị bỡ ngỡ. Câu 16 đã xong. Câu 16 đã xong. Đây. Câu 16. Đây là câu 16 của mình. Câu tiếp theo tương tự. Câu tiếp theo tương tự. Trong là áp dụng vào giải phương trình bây giờ đây chỉ là gọi là lý thuyết trước, mình quen. Mình phải từ những cái kiến thức cơ bản sau này
Đồ phức tạp mình cũng chiến đấu được hết. Đồ 17 tương tự. Đồ 17 Phạm Thị Khánh Linh. Và ai hoặc ừ, đúng rồi, nó viết tương tự câu này đúng không, tương tự như câu trên bảng. Rồi, tốt lắm. Năm nào học ở nhà thầy cũng có bạn tên là Linh. Năm trước thì chị này tên là Nguyễn Thị Hải Linh, cũng chả thuộc cả tên gọi. Lớp 12 năm nay cũng đầy tên người tên là Linh, Nguyễn Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Phương Linh, Trần Diệu Linh. Còn lớp mình thì Phạm Thị Khánh Linh gì nữa thế. Như vậy câu 17 được giải quyết xong. Câu 18 viết tiếp phần 3 chấm để được mệnh đề tương đương x nhân y khác không. Câu này dễ nhầm lắm này, bằng thì không mấy khi giải sai nhé, nhưng mà khác nó dễ nhầm. Câu này, câu này thế nào nhỉ, câu này đến đâu? Nguyễn Thị Phương Thảo. Và ai hoặc thế dùng từ hoặc ở đâu? Được là câu trả lời sai, bởi vì nếu như em bảo là hoặc ấy, thì em lấy cái con đấy nó bằng a khác không bằng b khác không, thì bây giờ lấy cái a khác không nhưng b bằng không là tích bằng không ngay, bắt buộc cả hai phải khác không, bởi vì nếu nếu một con khác không và một con bằng không thì nó tích bằng không ngay, cho nên phải là dùng từ a khác không và b khác không, đây là x khác không và y khác không. Cho riêng câu 18, câu 18 cẩn thận. Câu 18 này x nhân y khác không, đấy mục đích của thầy dạy cái phần này là để em trình bày về sau nó không bị nhầm, là cả x khác không và y khác không, chứ một trong hai con khác không không được, một con khác không một con bằng không nó nhân với nhau nó bằng không ngay, bắt buộc cả hai là khác không. Hay một cách viết khác là như thế này, chữ và là nhớ tương đương cái này nhá, chữ hoặc là tương đương cái này nhá, đấy nhớ đây để giải cho nó chuẩn. Và là tương đương với dấu hệ, còn hoặc là tương đương với dấu tuyệt. Dần nó quen thôi, nhưng mà thầy muốn chuẩn hóa để sau này đỡ vất vả, nói từ sau. Lên lớp 11, đặc biệt lớp 11 dùng cái dấu khác này cực nhiều luôn. Ví dụ tập xác định của phương trình là của hàm số là cái gì, cứ tìm sai bét nhẹ. Câu 18 đấy được chưa nào? Rất dễ dàng, học con nó nhẹ. Nhưng mà mình không học thì sau này mình rất dễ làm nhầm. Còn học nghe một lần là nhớ mãi. Úi dồi ôi, 19. 19. 19 này giải thế nào? Đặng Phương Thảo không? Tương đương cái gì nào? A khác không và B khác không, thế là sai rồi. A khác không và B khác không là sai rồi. A khác không hoặc B khác không mới đúng. Bây giờ nha, lấy một con khác không, con còn lại bằng không vẫn vô tư. Ví dụ lấy A bằng 5, B vẫn bằng không vẫn được, vẫn đúng. Cho nên mình phải thử. Cái chuyện và mới hoặc là rất dễ bị nhầm. Đấy nha, phải lấy A bằng 5 là khác không chưa? Nhưng con B thì đó lấy bằng không nó vẫn đúng mà. 5 bình cộng với không bình nó vẫn khác không mà. Đúng chưa? Cho nên cái dấu đấy là hoặc chứ không phải là và. Đấy là lý do phải dạy cái phần này như thế. A bình cộng B bình khác không tương đương với A khác không hoặc B khác không. Đấy là câu 19. A bình cộng B bình khác không tương đương với A khác không hoặc B khác không chứ không phải là và. Tương đương với dấu này, A khác không hoặc B khác không. Đấy. Chết giả. Không sao đâu em nhé. Thầy mục đích thì nó đưa bài này để các em trình bày tốt mà. Cho nên là làm nhầm trong quá trình học, giờ học của thầy là bình thường. Vì ta đã dự tính những cái tình huống này xảy ra rồi, cho nên ta mới dạy cái này, chứ không phải là dạy.
tí công vô ích, người ta đã dự đoán là khả năng học sinh sẽ bị nhầm vào đấy. Tại sao thầy giáo lại dự đoán được? Chắc thầy các em không biết thầy giáo làm tiến sĩ về giáo dục học. Có nghĩa là về phương pháp giảng dạy. Đấy, chính xác là về phương pháp giảng dạy. Nhìn mặt học sinh là đoán biết tâm lý là có vấn đề gì. Đến đấy. Như vậy câu 19 thì thắc mắc gì không nào? Nhớ phải là hoặc chứ không phải là và. Tất nhiên nếu mà em dùng và thì chiều từ bên phải sang thì được, còn chiều bên trái sang chưa chắc đúng. Bên phải cả A khác không và cả B khác không, đương nhiên A bình cộng B bình nó khác không. Nhưng chiều ngược lại chưa chắc là đúng. Ví dụ ta lấy A bằng 5, B bằng 0 thì cái chiều ngược lại với em sai vét nhà ngay. Cho nên là dùng từ hoặc thì đúng một chiều thôi, à dùng từ và đúng một chiều thôi. Tức là từ bên phải sang thì đúng, bên trái sang là sai. Câu 19 đã xong. Bây giờ mình thua thắng xong lên câu 20. Câu 20 tương tự. Trời ơi, câu 20 như nào nhỉ? Ngô Yến Nhi. Cái gì tương đương nói đúng chủ ngữ? X khác không. Đúng rồi, giỏi quá, chính xác câu 20 xong. Bây giờ câu này mới dễ bị nhầm. Tiếp theo. Ghi nhớ, ta biết rằng mệnh đề kéo theo A nhân B bằng 0 thì A bằng 0 hoặc B bằng 0. Và ngược lại. A bằng 0 hoặc B bằng 0 thì A nhân B bằng 0. Hai cái mệnh đề này nó là mệnh đề kéo theo, nó cùng đúng. Do đó là chúng ta có cái tương đương như trên. Cái này để giải thích. Giải thích 8 cái, 4 cái ở trên. Cả cái đoạn này là giải thích cho chúng ta. Bút đánh dấu đâu, bỏ ra đánh dấu vào. Ghi là important, tức là quan trọng. Cực kỳ quan trọng, giúp chúng ta giải không bị nhầm. Tức là giải thích cho chúng ta là A nhân B bằng 0 thì tương đương với A bằng 0 hoặc B bằng 0. Còn cái con số 2 thì giải thích chúng ta là A nhân B khác 0 thì bắt buộc A khác 0 và B cũng phải khác 0. Cái dưới mình nhầm nhưng mà cái trên không nhầm. Cái trên không nhầm. Đó là cái đầu tiên thì không nhầm, nhưng cái thứ hai mới dễ nhầm. Cái thứ ba, A bình cộng B bình bằng 0 tương đương với A bằng 0 và B bằng 0. Và B bằng 0. Cái thứ ba thì không nhầm, nhưng cái thứ tư có thể nhầm. A bình cộng B bình khác 0 tương đương với A khác 0 hoặc B khác 0, chứ không phải là A khác 0 và B khác 0. Bởi vì chúng ta vẫn có thể lấy A khác 0 và B bằng 0, nó vẫn đúng. Chú ý cho chi tiết như vậy. Được chưa? Cái chỗ này là rất quan trọng nhé, đặc biệt là cái 1 và cái 3 dễ bị nhầm. À quên, 2 và 4 dễ bị nhầm. 1 và 3 thì không mấy khi nhầm. Chúng ta vận dụng cái trên vào giải phương trình này. Đấy, cái này có vẻ là có dạng là A nhân B bằng 0 không? Đây chính là dạng A nhân B bằng 0 chưa? À, áp dụng của cái mệnh đề và phép biến toán trên mệnh đề vào giải phương trình này. Cái này là bài toán lớp 9. Thế thôi nhưng mà nhiều người viết nhầm dấu là bị mất điểm. Tức không chịu được. Mất một điểm như chơi. Vì không biết là dùng dấu hoặc hay dấu vàng. À đúng không? Đấy. Rồi hôm nào chúng ta còn tranh luận với nhau tại sao trong kết luận lại dùng từ và ở trên lại dùng từ hoặc. Lúc kết luận thì ta lại ghi dùng từ và mà ở trên thì dùng từ hoặc. Ví dụ như nhà bạn Cường thì bảo là nhà tôi có hai chị em là Nguyễn Thị Hải Linh và Nguyễn Thị Quốc Cường hay Nguyễn Thị Cường. À, Nguyễn Chí Cường thì bao giờ trả lời là nhà tôi có hai người con, hai chị em thì như vậy nó phải là dùng từ và, chứ không ai lại bảo là nhà tôi có hai người, có hai chị em là Nguyễn Thị Hải Linh hoặc Nguyễn Chí Cường. Nghe câu hoặc nó đúng không? Có đúng không? Không hề đúng. Đấy. Cho nên phải dùng từ nó mới rất cẩn thận. Có sao dòng họ nhà em là Nguyễn Kim mà em lại là Nguyễn Chí? À Nguyễn Chí à? Cái đấy cũng nói chuyện đấy cũng là sai lầm của thầy. Ví dụ như nhà thầy là họ nhầm nhỏ.
cái anh thứ hai này lại đọc đặt là Nhâm Nguyễn, sau yêu cầu phải trả lại đúng đúng cái tên Nhâm Ngọc Tật, Nhâm Ngọc Tuấn Anh, Nhâm Nguyễn Tuấn Minh, đúng là cái anh thứ hai này phải đặt là Nhâm Ngọc. Từ nay về sau quy định trong họ dòng họ Nhâm là phải đặt đúng như thế, đúng cái tên đấy, còn cái tên sau có thể muốn chọn cái gì chọn, đặt như thế thì nó gọi là, nó là các chi các nhánh nó gọi như nhau thế nào. Ôi ôi, cái này trông giống như là A nhân B bằng 0 đúng không nào? Thế là ngon lành. Giải tiếp. Hoàng Trang Anh. Trang Anh không? Ừ, trả lời đi, mạnh lên dạng lên xài thôi. Cái này là bài lớp 9 thì là 2x trừ 1 nhân với 4x cộng 5. 2x trừ 1 nhân với 4x cộng 5 bằng 0. Là câu số 21 nhằm giúp em trình bày bài cho nó chuẩn, gì đâu mà phải ngại, không có gì mà ngại cả. Nó kết nối cái môn này, cái quyển này gọi là kết nối tri thức với cuộc sống, nên là mình phải kết nối cái mệnh đề trên với giải phương trình, bất phương trình. Nào, tương đương cái gì? À, cái quyển cánh diều cũng thế thôi, bởi vì cái phong cách giải toán nó cấu trúc đề, cấu trúc số là thì phần nào nội dung như nào, thế chỉ có thay cách viết thôi, hiểu chưa? Cái này tương đương cái gì nào? Cô đâu rồi? Qua tiếp em. 2x trừ 1 bằng 0 hoặc hay là 3 nhỉ? À, hoặc thì viết như thế này. Đấy, thấy chưa? Thấy cái này nó giống như này chưa? Tiếp tục, như vậy ở trên lấy bằng mấy? 1 phần 2 ở dưới x bằng trừ 5 phần 4 đúng không? Vậy phương trình đã cho các tập nghiệm là tập dần với ký hiệu tập nghiệm nhé. Tập nghiệm đã cho sang bài 2 thì chúng ta sẽ có tập nghiệm, có tập nghiệm. Tập nghiệm ở phổ thông các em thường ký hiệu là chữ rể, chữ rể chữ S thì đúng không? Hôm nào sẽ giải thích chữ S có nghĩa là gì? 1 phần 2 trừ 5 phần 4. Rồi, xong câu này. Rất dễ dàng. Chú ý diễn đạt trình bày thật. Đã có một số trường đã bắt đầu quay về thi tự luận. Các trường công an đã bắt đầu quay về tự luận rồi. Cái này là tương lai nó xảy ra, nó xảy ra hơi chậm so với dự kiến của thầy. Hồi xưa thầy đã bảo là kiểu gì cũng quay về tự luận. Đến bây giờ đã trường công an đã bắt đầu quay lại. Không tin hỏi các anh chị khóa trước xem, ta bảo cái này từ lâu rồi, phải quay lại tự luận, bởi vì trắc nghiệm nó chả biết trình bày gì cả, không biết diễn đạt gì. Một người thi 8-9 điểm toán mà bảo diễn đạt, không biết diễn đạt gì, đó là sự sỉ nhục cho nền giáo dục. Toán 8-9 mà không biết sửa trình bày thế nào, diễn đạt thế nào. Rồi câu này xong, tương tự như vậy câu 22 nhé. Úi dồi, câu 23, 24 thì ui sợ thế. Giải nhanh, giải nhanh. 22, 23, 24. Giải nhanh xong kết luận tập nghiệm. Nó không khó, học lại nhẹ nhàng lắm, thoải mái lắm, chẳng có gì căng thẳng cả. Nếu giáo viên kết hợp khéo thì nó rất là dễ, mà không rất là khó. Mà dạy chấm tra chấm chơ sau này học sinh trình bày rất giỏi. Nếu dạy vớ vẩn cũng được thôi, nhưng mà sau này các em trình bày kém lắm. Cô 22 kết quả thế nào? Điện đồ Phạm Việt Hoàng. À, mình giải nên nó sẽ tương đương với lại 4 chữ x bằng 0 hoặc là 3. Hoặc x chữ 5 bằng 0, như vậy sẽ ra là x bằng mấy vậy? X4, x5 đúng không? Rồi, cảm ơn. Quá dễ dàng. Ui, câu 23 nhìn gì sợ ngay. Trời ơi, câu 23. Câu 23 Hoàng Mai Dương.
Đúng ra về sau là còn phải ghi tập xác định của chương trình nhé. Mà thôi bài này nó tất cả những bài này tập xác định đều là R, cho nên chúng ta là đi tập nói gì. Thì về sau muốn giải điểm chuẩn nó phải ghi tập xác định điều kiện. Hai ba. Ừ. Rồi tập nghiệm nó gồm 3 phần tử. Tốt. Câu 24. Nguyễn Thảo Vân lỗi y. Rồi phần 3. Nhớ là cái dấu là dấu hoặc nhá, không phải dấu vào nhá. Dấu hoặc. À, cái dấu hoặc này phải cẩn thận, quên nó không nói được, chúng ta lại ghi. Xích quên, mục đích đưa bài này là để chỉnh đốn ký hiệu, cuối cùng lại xích quên. Chỉnh đốn ký hiệu. Câu 23 này. À, đề bài bảo là giải phương trình 2x cộng với 1 4x cộng 5 x trừ 5. Mục đích của bài này thầy giáo đưa vào là để chỉnh đốn ký hiệu của chúng ta. Thầy lại xích lại quên không dạ. Cái này bằng 0 ấy thì nó sẽ tương đương với dấu này 2x cộng 1 bằng 0 4x cộng 5 bằng 0 x trừ 5 bằng 0. Không có cái gạch ở giữa đâu nhá. Có ai chót viết gạch ở giữa xóa đi cho thầy. Có ai viết không? Có ai có thói quen viết dấu gạch ở giữa không? Có, chắc chắn là có người viết dấu gạch ở giữa. Các đồng chí mà viết lùi ra cái này là các đồng chí không điểm với bài này. Không biết tại sao ăn không không? Ô, nó là trừ 4 x cộng 5. Nếu gạch mà tách rời ra khỏi cái này nó phát nó thành là trừ 4 x cộng 5 thì là sai cái gì nữa. Ấm ưng không? Chấm bài mất điểm tức không? Câu này là trả dấu trừ đi còn gì nữa. Mà viết vào đây cũng không được. Không có ký hiệu này ở đây. Ai sai sửa ngay cho thầy. Mục đích thầy đưa bài này chỉ là để chỉnh đốn về ký hiệu. Rồi ở trên x bằng trừ 1 phần 2. Đầy người biết nhầm. Ta biết là thế nào có người mất. X bằng trừ 5 phần 4. Và cuối cùng là x bằng 5. Sau đó kết luận vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là hoặc là tập nghiệm của phương trình đã cho là văn để đâu mà đổi câu đi một tí có vấn đề gì đâu. Đây là phương trình đã cho có tập nghiệm là hoặc là tập nghiệm của phương trình đã cho là thế thôi, có gì đâu mà phải sợ. Làm gì phải giống từng câu từng chữ giáo viên văn của mình, phương pháp của thầy giáo. Tập nghiệm của phương trình đã cho là bí quá hết thời gian rồi. Vậy tập nghiệm F bằng chấm chấm phương trình đã cho là S bằng ở đây nó gồm 3 phần tử, hết một phần tử đánh dấu chấm phẩy nhá, trừ 1 phần 2 chấm phẩy trừ 5 phần 4 chấm phẩy 5. À, tập nghiệm tại sao lại ký hiệu là chữ S, bởi vì nó xuất phát từ chữ này xét, tức là tập hợp là cái quái gì đâu. Bây giờ thì hiểu tại sao tập hợp lại ký hiệu là chữ S rồi. Tập hợp bây giờ mới hiểu đúng không? Trước không biết tại sao ký hiệu chữ S không? Tập hợp tên tiếng Anh của nó là chữ xét. Tưởng cái gì quá dài cái này. Quá đơn giản. Tiếp tục. Để ý cho thầy cái chỗ đó nha, không gạch ngang đó nha. Bài này mục đích của thầy chỉ đưa mỗi cái chỗ này thôi. Ai ký hiệu dấu gạch ngang trước khi quá muộn. Sơ ý lúc làm bài viết láu nó cách xa ra đây phát giáo viên thẳng tay trừ điểm. Lúc đấy là trừ 4x. Trừ 4x cộng với 5 bằng 0. Sai. Mất điểm trắng. Tiếp tục. Đấy, bài đấy chỉ mục đích để đưa vào là như vậy. 25. 24 thì tương tự 23 thôi. 25. Úi ủi gì đấy? Trời ơi. Giải bất cứ gì này. Ui, cô này hay quá nhỉ. Cô này giải thế nào nhỉ? Cô này giải thế nào? Nguyễn Quỳnh Anh. Và hoặc hoặc cái và có trả lời đúng. Đúng rồi, bạn này bản lĩnh đấy, thấy ra giáo viên mà quát một hai câu mà sửa lại một phát là bạn trúng kế ngay. Đây là dấu khác thì bắt buộc cả hai đều phải khác không, chứ lấy một cái khác không là hoặc cái chết ngay. Thực ra hai cái này cũng bao giờ nó xảy ra bằng cùng lúc đâu, không đúng đâu. X khác 1/2 và x 5/4
Bài này về sau chuyển thành câu hỏi là tìm tập xác định của phương trình cho hai số giấy mẫu. Thế là nó dẫn tới cái đấy thôi, cái gì đâu. Rồi, thế tại sao bài này gọi là bất phương trình? Bất tức là không. Đây là dấu khác mà. Như vậy là x khác 1 phần 2 và x khác trừ 5 phần 4. Câu 25 xong, 26 tương tự. Câu 27. Câu 27 Phạm Hồng Nhung. Đúng rồi. Tiếp Phạm Tùng Dương. Câu 28. Chính xác. Quá tốt. Úi giời ơi, cái gì thế này? Tìm điều kiện xác định của hàm số. Bây giờ thì mình đang học lớp 10 cho nên là mình làm bài nó đơn giản này thôi. Nhìn lớn lớp 1 ở dưới mẫu hàm lượng giác. Đấy, thì lượng giác thì nó thế nào ạ? Thì nó cũng là kiểu tương tự này, mẫu khác không thôi. Lúc đấy mình giải tính xong. Bây giờ mình phải có cái cơ bản này trước. Tìm điều kiện xác định của hàm số này. Quý trục sợ thì câu 29 giải thế nào? Câu 29 Mai Phương Quốc Gà. Hãy trừ 1 nhân 4x cộng 5 khác không? Tại sao tử với khác không? Tại sao tử với khác không? Không chia cho 1 cũng vẫn được mà. Không chia 1 vẫn được mà. Không chia 1 bằng 0. Sao lại nhầm nhỉ? Mẫu khác không thôi chứ. Mẫu khác không tử bằng 0 vẫn được mà. 0 trên 1 bằng 0. 0 trên 10 vẫn bằng 0. Câu 29 điều kiện là 2x trừ 1 nhân với 4x cộng 5 khác 0. Và như vậy nó giống như bài ở trên. Đấy. Đúng chưa? Câu 29 này. Cứ từ từ bình tĩnh. Thật ra là những cái câu, những bài của thầy ở đây để mục đích rất rõ ràng, đi từ bài dễ đến khó. Câu cuối cùng mục đích chính là điều tìm điều kiện để hàm số xác định. Sau đó sang lên lớp 11 cho hàm số lượng giác sin cos hoa hết cả mắt u với cả tay. Thì lúc đấy chúng ta lại nhớ lại là làm tương tự như chương trình lớp 10 thôi. Tương tự như chương trình lớp 10 thôi. Cái này là phải viết ra phải chín này. Câu 29 tìm điều kiện xác định của cái y bằng 3 chia cho 2 trừ 1 nhân với 4 cộng 5. Đây riêng câu 29 thì chúng ta để ý là nó có hai cách diễn đạt như này nhé. Chúng ta để ý câu 29 có hai cách diễn đạt. Sau này để chúng ta không phải băn khoăn với cái chuyện giáo viên dùng từ như nào. Có hai cách diễn đạt này. Cách diễn đạt thứ nhất, hàm số không xác định. Khi mà chỉ khi 2x trừ 1 nhân 4x cộng 5 bằng 0. Có đúng không? Có đúng hàm số không xác định khi này không? Mẫu bằng 0 thì nó chẳng không xác định là gì nữa. Thế nhưng mà cái kia bằng 0 thì lại tương đương với gì? Tương đương với 2x trừ 1 bằng 0 hoặc 4x cộng 5 bằng 0. Như vậy nó tương đương với x bằng 1 phần 2 hoặc x bằng trừ 5 phần 4. Suy ra điều kiện xác định. Ui dồi ôi, gì đấy? Hỏng hết cả nền nhà. Điều kiện xác định của hàm số là x khác 1 phần 2 và x khác trừ 5 phần 4. Nào chặt. Đây là cách diễn đạt thứ nhất, hàm số không xác định. Còn cách diễn đạt thứ hai là hàm số xác định khi. Đây là cách diễn đạt thứ nhất. Thứ nhất.
chúng ta không quen với cách diễn đạt thứ nhất mà chúng ta thường quen cách diễn đạt thứ hai. Có một số bài thì khi chúng ta chuyển về phương trình chúng ta giải tốt hơn là bất phương trình. Đấy là lý do thì nó phải diễn đạt cho các em các cách khác nhau. Sang lớp 11 mà giải bất phương trình lượng giác hầu như giải không biết giải cả, nhưng mà giải phương trình nó giải ngoan này. Đấy, thế cho nên là phải biết hai cách diễn đạt khác nhau. Cách một, cách thứ hai. Cách thứ hai là hàm số xác định khi và chỉ khi mẫu khác không. Đó. Chính là lấy cái phủ định của cái này thôi. Đấy là cách diễn đạt thứ nhất này. Cách diễn đạt này là có nhiều em lúc đầu rất khó chịu, nhưng mà xin thưa rằng là sau này học hàm lượng giác ta dùng kiểu này mới dễ hiểu hơn. Sang lớp 11 ấy, yêu cầu là tìm điều kiện để hàm số lượng giác xác định, dùng kiểu này dễ hiểu hơn. Nhưng giải phương trình nó giải tốt hơn là giải bất phương trình. Cách diễn đạt thứ hai, cái diễn đạt thứ hai ở đây là gì? Hàm số xác định. Xác định khi và chỉ khi, nếu mà chỉ nếu cần mà đủ là đấy. Tính là cái này thế này. Xác định khi và chỉ khi, nếu mà chỉ nếu cần mà đủ là. Nhưng mà lúc đấy mình hay tiết kiệm rồi mình ghi dấu tương đương. Là mẫu khác không? 2x trừ 1 nhân với 4x cộng 5 khác không? Ủa cái này giải nào ấy? Giải tiếp nào ấy? Chiếc sở đồng minh hạnh. Hạnh đâu rồi? Thầy chưa nhớ mặt đâu, đừng bắt thầy nó nhớ mặt đâu. Ừ, tương đương 2 trừ 1 khác không? Và tức là thế nào đây? Là dấu nào? Dấu hệ hay là dấu tuyển? Đây cái này đúng không? Ô nếu quên thì ghi tự vào đấy. Nếu quên thì ghi chữ này và cái này đấy là lý do tại sao phải đặt trên như thế. Trong tình huống mình không nhớ là cái dấu này hay dấu này, nhưng mình nhớ từ và thì mình ghi chữ và vào đấy. Hiểu chưa? Ta dạy ta phải phòng cả tình huống đấy chứ. 4x cộng với 5 khác không? Như vậy là x khác 1/2, x khác trừ 5/4. Đúng chưa? Rất ngon lành. Cẩn thận cái dấu trừ nhé. Dấu trừ mà ghi ngang ở đây là kéo mà nó chạm vào nhau và nó thành 5/4 ngay thì bị mất điểm oan. Cái chỗ này là câu gọi là tìm điều kiện xác định, còn sau này đây bài hỏi là tìm tập xác định, thì lúc đấy chúng ta sẽ ghi là d bằng r trừ đi tập hợp gồm 2/4. Cái này mình sẽ tính ở trong buổi hôm sau là về phần tập hợp, cái đấy sau. Bây giờ mình chưa học là phép toán hiệu của hai tập hợp, cho nên thế bây giờ chưa dùng cái đấy. Thầy nó chưa dám dùng từ đấy vì chúng ta chưa học hiệu của hai tập hợp. Một vài buổi nữa thì học hết như này được chưa nào? Đấy, tất nhiên như này thì cũng có nghĩa là điều kiện xác định của nó ở đây rồi, đúng chưa? Điều kiện xác định của hàm số là đây rồi. Hôm nào hỏi tập xác định là cái này mình sẽ tính sau nhé. Như vậy là cái câu này được giải quyết xong. Hai cách diễn đạt câu 29. Cách diễn đạt thứ nhất ít dùng nhưng mà lên lớp 11 lại dùng nhiều, bởi vì giải phương trình lượng giác các anh các chị giải tốt hơn là giải bất phương trình số khác. Anh các chị giải không tốt rất dễ bị nhầm. Cái gì nó cũng có xuất xứ của nó. Ủa cái gì này như rủi 30 31 mà tiến đâu đi 30 31 32. Tương tự làm đây. Học hôm nay thấy nhàn đúng không? Nó dễ dàng, học rất nhẹ nhàng. Một chương này mà chúng ta tưởng là nhẹ nhưng thực ra chúng ta học ra nâng cao khá nhiều đấy. Nâng cao khó nhiều cho xong so với cái quyển sách của em, quyển sách 3-4 trang. Mình chơi 4-5 buổi liền, học kỹ. Kỹ cái này thì sau này các em trình bày phương pháp chứng minh tuyệt vời luôn. Trình bày đặc biệt là hình của lớp 11 không bị mất điểm. Vì em biết đâu là chết, đâu là kết quả. Nếu P thì Q, lúc trình bày cứ ngược lại, nếu Q thì P là ăn không điểm ngay. Phần này giúp trình bày tốt. Còn phần tập hợp hôm sau giúp tìm giao hợp rồi các thứ, tức là tìm giải hệ phương trình là bất phương trình. Tốt. Nào đi, mày giải lên. Hôm qua mình vừa dặn phụ huynh nào nhỉ? Phụ huynh của em Đặng Bùi Như Anh. Bạn Như Anh thiếu cái tập số 1 không?
đâu rồi, như anh đâu rồi, thầy giáo sư đúng không? Không phải mạnh dạn. Đây cái tập này, thế đã xem video trên bài phần trước chưa? À, 10 và 1 và 2 không khó khăn gì. Có nhiều bạn nhìn câu 32 và trên tử cố định bình phương trừ 1. Phân tích ra thành là hãy trừ 1 nhân hãy cộng 1 giả nước đi phát xong mới nêu điều kiện, thế là không hiểu. Khi giả nước đi thì lập xác định nó sẽ thay đổi. Điều kiện nó thay đổi. Để nguyên gốc này. Câu 32 mục đích đưa vào của thầy là thấy một số bạn học mắc bệnh. Là thấy trên tử là phân tích thành 2x-1 nhân 2x cộng 1 giả nước một phát là điều kiện nó thay đổi, nó không như cũ nữa. Thế là sao? Khi x bằng trừ 1 phần 2 là trên tử bằng 0, dưới 1 bằng 0, 0 trên 0 là không xác định. Nha. Không giả nước xong mới có điều kiện nha, phải để nguyên gốc ban đầu. Có cần chữa câu 30, 31, 32 không? À, không đúng không? Không được giả nước nữa nhé. Giả nước xong phát là điều kiện nó khác. Và thế là mắc bẫy. Ô trông thế thôi mà sinh viên đại học còn mới giải câu này còn nhầm nữa, nó giả nước luôn. Xong nêu điều kiện thế là sai, phải để nguyên bản nêu điều kiện. Còn giả nước chẳng qua lúc đấy là nó suy vậy, với điều kiện trên cái điều kiện đấy mới giả nước được. Với điều kiện đã cho mới giả nước được. Chứ bây giờ ví dụ như x bằng trừ 1 phần 2, cả tử và mẫu bằng 0, giả nước kiểu gì? Làm sao giả nước được? Úi dù ui, cô bà sợ thế. Bây giờ sau đó bắt đầu làm cô bà. Cô bà thì lạ thế nhỉ. Đấy, mình bắt đầu chen vào giải hệ phương trình rồi đấy. Ô thì bạn như anh được tặng bút này chưa nhỉ? Lấy chưa? Lấy rồi. Thế tốt. Ở đây bạn nào được, anh chị đều được tặng bút này. Bút này lấy may. Sinh viên nước ngoài nó toàn xin bút của thầy để làm gì? Để lấy may. Ui cùng bà sợ thế. Bà có thấy nó giống gì bài nào đó mình giải đâu không? Ok. Nhìn lại cái trên nhé. Đâu rồi, đấy, không phải tự nhiên ta đưa vào đâu, tất cả các bài này đưa vào mục đích rất rõ ràng, mấy bài này đưa vào để phục đích, sau là tìm, thế này, A bình cộng B bình bằng 0 đi còn gì nữa, chẳng giống dạng này còn gì nữa, nó tương đương với A bằng 0 và B bằng 0 đúng không, ô, đưa vào có mục đích cả, thì phải đưa vào dễ trước để cho làm quen, sau đó bắt đầu câu. Mấy cái câu này đầu chỉ mục đích là phục vụ việc tìm tập xác định. Nhưng vì chưa học tập học và phép toán chưa tập học cho nên tạm thời đặt hiệu là chưa có ghi dấu tập xác định. Đấy, bây giờ câu 33 này. Câu 33. Nó quá thì nó không quá, nó gọi là như thế. Hôm nào mình học ở trên lớp mình sẽ thấy thầy cô giáo trên lớp dạy khác hẳn. Lý do tại sao thì các em tự luận. Bây giờ chúng ta đang có cái câu số 33. Câu 33 thì mấy y sao cho 3x-4y. 3x-4y cộng với 5 tất cả bình cộng với
4x trừ đi 5y cộng với 7 bình phương bằng 0. Câu này xử lý rõ rẻ. Thì chúng ta nhìn thấy cái này nó có dạng A bình. Mình đặt cả con này bằng A, mình đặt cả con này bằng B, thì nó có dạng là A bình cộng B bình bằng 0. Sau đó à, quá là vừa dạy xong. A bình cộng B bình bằng 0 thì nó tương đương với gì? Bắt buộc cả hai đều phải bằng 0 đúng không? Bởi vì chỉ cần một con khác không, bình phương nó dương ngay. Trong tổng bình các bình phương một con dương nó khác. Như vậy con này nó sẽ tương đương với lại A bằng 0. Đấy, nói mồm là A bằng 0, tay thì biết là A khác không. A bằng 0 và B bằng 0. Đúng chưa? Ủa sau này lại nào tiếp nhỉ? Thế này làm gì nữa? Bây giờ mình áp dụng cái này đúng chưa? Áp dụng này gọi là xong này. Đúng chưa? Thế thì ta ghi đây nè. Khi trình bày ta bảo là áp dụng A bình cộng B bình bằng 0 tương đương với A bằng 0 và B bằng 0 ta được. Có nhiều bạn sẽ không hiểu tại sao chốc thì nó giải thích. Tại sao nó lại như này? À, ta được cái quái gì? Ta được. Đây, 3x trừ 4y cộng với 5 bằng 0 và 4x trừ 5y cộng 7 bằng 0 tương đương với chuyển về sang 3x trừ 4y bằng trừ 5, 4x trừ 5y bằng trừ 7. Đấy nhé, hồi học lớp 9 thì giải cái này bằng phương pháp thế nhé. Bây giờ vào lớp 10 giải khác. Vào lớp 10 giải thế nào? Bấm máy. Bấm máy, biết bấm nhận. Hồi lớp 9 nó giải khác, vào lớp 10 nó khác. Giải khác, mục đích của nó không phải là cái này mà nó giải ra. Bấm máy nè, kết quả bao nhiêu, số nó có thể lẻ. Kết quả là bằng bao nhiêu? Kết quả là bằng bao nhiêu? Vũ Thị Mai Trang. Ủa số đẹp đấy. Nói thật với em là thời bài này thời gian anh ngẫu nhiên không ngờ nó sẽ đẹp. X của trừ 3 y bao nhiêu? Ủa thật á? Thầy ra thầy không nghĩ, thầy không thử. Không ngờ nó ra đẹp ý. Ta thử nha, xem nào. Trừ 3 trừ 9 cộng 4 bằng trừ 5 đúng rồi. Trừ 12 cộng 5 bằng trừ 7. Ồ đúng rồi. Ủa, bài này mình ra rất ngẫu nhiên, không ngờ nó đẹp thế. Xong rồi. Kết quả là vậy, x bằng trừ 3, y bằng trừ 1. X bằng trừ 3, y bằng trừ 1. Xong. Rồi, mình vừa thắng, mình xong lên câu tiếp theo. Tại sai là do em quên không chuyển vế sang. Đúng. Quên không chuyển vế sang, lúc đấy em sẽ nhập là dương 5 và dương 7, đáp số sai ngay. Đấy là lý do tại sao ta phải chuyển vế để ta phải nhập lại như thế. Nếu các em quên, các em nhìn vào cái bấm máy nhé. Nhìn này, tại sao nó lại phải chuyển vế? Này, nhìn này. Đây. Từ từ mình đến để giải thích. Cái chỗ này là nhiều người giỏi cũng sơ ý bấm nhập như chơi. Ta phải là người học thì càng giỏi càng kêu càng dễ bị nhập. Ủa tôi chết. Đúng rồi. Sao nói không lên. Sao cái máy nó không lên nhỉ? Hay là đang mở lên? Không phải đâu. Hết pin rồi đấy. Máy này là máy. Máy này là phần mềm. Không. Đang mở rồi. Máy này mình dùng không quen lắm. Đang clip. Bây giờ. Mặt trích. Twitter. Statistic table. Đây rồi. À, nó ghi là số 9 là equation. Equation tức là phương trình. Phương trình. Ấn vào đây. Vừa. Polynomial là cái quái là đa thức. Simon equation chắc là số 1. Số ẩn. Simon equation tức là number of unknown tức là số biến, tức là cái số mà không biết ấy. Ở đây là hai ẩn đúng không? Hai ẩn. Đấy, em nhìn đấy, nó dạng là ax
không x cộng không y bằng không, như vậy là cái kia nó phải bên phải mà, bắt buộc chuyển bên phải, nhập vào, tự nhập vào xong enter phát là xong, được chưa? Rồi tiếp tục như vậy câu này 33 xong. Ồ, cái này còn có nhiều vấn đề. Hôm sau hôm nay có ai học online? Thì người lớp trước vẫn chưa học. Người lớp trước vẫn chưa học. Nào còn nói xong nào. Hôm nay anh chị là lớp 11 xử lý đi xe bị ngã gãy tay cho hai bé online. Chúng ta đi đặc biệt là xe điện, nghĩa là đi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong đi chậm thôi. Nói thật, khi học sinh mà tan trường thầy đi chậm xí chậm gì, thậm chí thầy phải dừng lại nhường cho học sinh đi trước, vì là các em giàu sau cái tuổi này cũng hay phóng nhanh, nhiều khi cứ ơi về nhá về nhá về nhá mồm về nhớ tay phóng một phát và lao vào người khác, những cái nguy hiểm thường trực. Nó giống như kiểu bầy ong vỡ tổ ấy, khi mà tan trường không khác gì bầy ong vỡ tổ, cứ lao. Tiếp tục câu 33 là giải quyết xong. Ui, hay quá. Tiếp tục câu học phần này hay nhỉ. Tiến đồ 33 xong. Chắc là 34 ra số lẻ đó. Không nhìn gì mà ngẫu nhiên cả hai bên đều ra số chẵn. 33 ra số lẻ đúng không? 34 ra số lẻ đúng không? Bảo thầy lấy thì thầy không chọn trước ra số, tình cờ nó là số đẹp. 34 giải tương tự không chữa, 35 cũng tương tự, 36 cũng vậy, 47 37 37 chỉ lã này rồi, 37 giải nào, 37 quý đồng gọi mấy đồng chí này quên không đến dấu, Đồng Minh Hạnh gọi rồi, Mai Trang gọi rồi, Đào Thị Hồng Ngọc chưa gọi, Ngọc ơi. Nào câu 37 đúng rồi, không giải được tiếp đâu nhé, không giải được tiếp đâu, chỉ đến đấy thôi. 3x trừ 4y cộng 5 khác không, qua cái vá nhỉ. Đấy, thầy nói rồi, đây là còn đang có thầy ngồi đây chứ, đến lúc đi làm bài rất dễ bị nhập, bây phải thở. Xong cái tổng này, tổng các bình phương khác không thì chỉ cần một con khác không là được, con còn lại bằng không vẫn được mà. Ví dụ như ba bình cộng với không bình nó vẫn dương mà, nó vẫn khác không mà. Ba bình cộng với không bình nó vẫn khác không mà, thử biết ngay. Em cứ lấy thử một con bằng không hoặc không được không là biết ngay nhá. Khi làm bài sẽ có lúc mình quên, không ai nói to được. Kể cả giáo viên nếu không biết mẹo giải bất nhập đi chơi, không biết dùng bài hoặc vậy thì phải dùng mẹo thế cho dạy. Thử một con bằng không, một con khác không có được không? Nếu được thì là mình đúng, thì có nghĩa là hoặc. Nhá. 3x trừ 4y cộng 5 khác không hoặc 4x trừ 5y cộng 7 khác không. Nghĩa là xong. Sau này biểu diễn trên đường, trên mặt phẳng tọa độ thì nó là cả mặt phẳng trừ đi hai đường thẳng thôi. Rồi, tiếp tục. Câu 38 tương tự, 39 tương tự, 40 tương tự. Hết phần này. Ui giời ơi, căng thẳng quá, học mãi mới xong. Được chưa? Phần tiếp. Ô, phần tiếp rồi. Bây giờ là một tập bài khác. Bây giờ là bài tập là chính.
Em ghi họ tên mà, tại vì là lớp lớp mình bạn nào cũng được phát, nên nó có thể lẫn người họ sang người kia là cãi nhau nó mất tiếng. Hiểu? Có thể chỉ vô tình ấy, nó bay chỗ này sang chỗ khác. Mình ghi họ tên rồi nó đỡ lẫn. Là...